Xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và mình là Nguyễn Ngọc, bác sĩ da liễu. Và mình có một group là Skincare Khoa Học cùng bác sĩ Ngọc và một page bác sĩ Nguyễn Ngọc, để chúng ta hàng ngày sẽ có thể cùng nhau kết nối và chia sẻ những cái câu chuyện điều trị mụn của mình, hoặc là những cái kiến thức hoặc những cái tip chăm sóc da mà chúng ta thu thập được, hoặc là đơn giản chúng ta có thể lên đó để đặt câu hỏi và bác sĩ Ngọc cũng như là cộng đồng chăm sóc da của bác sĩ Ngọc sẽ giúp các bạn trả lời những cái thắc mắc của mình. Và hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ giúp cho các bạn phân biệt hai cái hiện tượng mà chúng ta rất hay thường gặp trong da của chúng ta hàng ngày, đó là hiện tượng bulging và hiện tượng breakout, hay còn gọi là hiện tượng đẩy nhân mụn và hiện tượng bị bùng phát mụn ồ ạt. Thì hàng ngày chắc hẳn là chúng ta đã từng nghe đến những hiện tượng này rồi, nhưng chúng ta vẫn còn lập lờ giữa hai cái khái niệm này, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ nhé. Thì đầu tiên là hiện tượng purging hay còn gọi là đẩy nhân mụn. Thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đã có sẵn những cái bít tắc ở trong da, có thể là mụn đầu đen này, có thể là mụn đầu trắng này, hoặc là thậm chí chúng ta còn chưa phát hiện ra nó là nhân mụn nhưng nó đã có ở sẵn ở trong da chúng ta rồi ấy, thì da của chúng ta sẽ có cái quá trình tự thay mới tự nhiên, tức là từ những cái lớp tế bào đáy ở dưới sẽ đưa dần lên thành tế bào hạt, tế bào gai, tế bào sừng, và khi mà đẩy dần lên như thế thì cái nhân mụn nó cũng sẽ được đào thải và đưa lên từ từ. Thì cái quá trình đó là quá trình đẩy mụn tự nhiên của da, và cũng có thể là nhờ vào những cái sản phẩm mà có tính bạt sừng, ví dụ như là AHA, BHA hoặc là nhóm retinoid hoặc là benzoyl peroxide, thì cái nhân mụn cũng sẽ được đưa ra ngoài nhanh hơn và tạo thành những cái mụn viêm hơn. Thì đó là hiện tượng đẩy mụn hay còn gọi là purging. Nó chỉ xảy ra ở những nơi mà đã có hình thành nhân mụn sẵn rồi thôi. Còn đối với cả breakout thì đó là hiện tượng mà da của chúng ta bị lên mụn ồ ạt và mất kiểm soát. Nó không phải là từ những cái vị trí mà đã có nhân mụn từ trước, mà thậm chí là những vị trí từ trước da rất là nhẵn. Nhưng hiện tượng bùng mụn thì nó xảy ra ở rất là nhiều nơi và không thể kiểm soát được. Thì hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ khi nào mà chúng ta dùng phải những sản phẩm không phù hợp, có thể đến từ tẩy trang hoặc là dưỡng ẩm hoặc là kem chống nắng, hoặc là thậm chí có những bạn sau khi dùng thuốc hoặc kem trộn ấy, thì hiện tượng này cũng có thể xảy ra. Và đây chính là một ví dụ của breakout. Về cơ bản thì chúng ta thường hay bị nhầm lẫn giữa hai cái hiện tượng này, và khi mà thấy mà bị lên mụn nhiều hơn thì chúng ta thường gọi tên nhầm cái hiện tượng như vậy. Có thể có những bạn là đơn thuần các bạn thì chỉ bị đẩy cái nhân mụn lên thôi, vì cái những cái vùng đó từ trước là đã có mụn ẩn rồi, nhưng mà cảm thấy nó khá là yên bình bởi vì nó vẫn cùng màu với màu da ấy. Và khi chúng ta dùng những sản phẩm có cần là đường uống này, hoặc là có thể là đường bôi để cho nó đẩy cái nhân mụn lên ấy, thì cảm thấy là bị viêm lên nhiều hơn, và chúng ta thường nói là đấy là bị breakout. Nhưng thực ra không phải, đó chỉ là hiện tượng đẩy mụn purging thôi. Còn breakout thì nó lại là một cái vấn đề rất là khác, và tuy là có vẻ giống nhau nhưng mà hai cái hiện tượng này thì nó sẽ được hình thành khác nhau và cái cách xử lý cũng rất là khác nhau. Thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái bảng ở trên màn hình một chút để hiểu rõ hơn về sự giống và khác nhau giữa purging và breakout nhé. Và về cách xử lý về purging hay là breakout thì đầu tiên là các bạn biết về nó đã, các bạn nhận biết đúng mình đang bị trường hợp nào, purging hay là breakout. Và nếu như chúng ta không biết là mình đang bị thế nào thì tốt nhất là hãy tìm đến chuyên gia hoặc là những bác sĩ da liễu để họ có thể giúp cho bạn nhận biết đúng tình trạng để có thể can thiệp phù hợp. Còn trong trường hợp mà bạn đã nhận biết được đúng mình đang bị đẩy nhân mụn hay là bị breakout mụn không kiểm soát được, thì chúng ta sẽ có những cái hướng giải quyết như sau. Đối với cả purging, nếu như mà là hiện tượng đẩy nhân mụn mà đẩy từ từ và không bị tổn thương da quá nhiều, thì chúng ta cứ bình tĩnh mà làm thôi, dùng tiếp tục sản phẩm kiên trì, và sau khoảng 4 đến 6 tuần, 8 tuần hoặc là thậm chí có thể 9 tuần, 12 tuần thì cái hiện tượng này nó sẽ giảm dần đi và da chúng ta sẽ sạch mụn dần. Còn đối với cả hiện tượng breakout, nếu như chúng ta đã biết sản phẩm nào khiến chúng ta bị breakout, bị có thể dị ứng, có thể dùng không hợp, bị bít tắc lỗ chân lông hay như thế nào đó khiến cho mụn của chúng ta lên một cách ồ ạt không thể kiểm soát được, thì chúng ta hãy phát hiện ra sản phẩm đó, hãy phát hiện ra cái sản phẩm mà khiến chúng ta bị tình trạng mụn như vậy và ngừng nó lại. Đó là bước đầu tiên quan trọng nhất. Và tiếp theo là sau đó chúng ta sẽ để cho da được nghỉ ngơi một thời gian, làm sạch cơ bản, dưỡng cơ bản. Đương nhiên là vẫn phải có chống nắng, nhưng mà để cho da nghỉ ngơi một thời gian và đừng cố gắng để can thiệp mụn nếu như mà da vẫn đang bị tổn thương nhiều. Phục hồi trước, làm sạch cho nó ổn trước, rồi khi nào mà da được hồi phục ổn dần dần trở lại thì lúc đó chúng ta hãy tìm đến những chuyên gia để giúp cho cái da của mình được điều trị đúng với cả cái tình trạng mụn còn sót lại sau khi mà bị breakout như vậy. Và video ngày hôm nay thì sẽ chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Quan trọng nhất là các bạn biết rằng mình đang gặp phải tình trạng nào. Để giả sử như là dùng một cái sản phẩm điều trị mụn đi mà rất là không phù hợp, hoặc là thậm chí chúng ta dùng BHA nhưng mà dùng sai cách,
chúng ta dùng sai cách mà để nó bị breakout khắp mặt như vậy, nhưng lại hiểu lầm rằng đó chỉ là hiện tượng ở nhân mụn bình thường và cứ cố gắng dùng theo cách cũ, cố gắng dùng kiên trì cái sản phẩm cũ khiến cho mình bị bùng phát mụn đó thì sẽ rất là nguy hiểm. Và hôm nay hy vọng rằng đã giúp ích cho các bạn nhiều hơn trong cái việc điều trị mụn của mình và phát hiện ra đâu là purging và đâu là breakout. Và nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa thì đừng ngại chia sẻ nó cho tất cả những người bạn của mình và hãy ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc, ấn thêm hình quả chuông nữa để chúng ta sẽ cùng nhận được những video của bác sĩ Ngọc sớm hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.